Em mà mở YouTube thì anh Khôi 42.000 luôn á. Ớ, giờ chuyện. Anh mở hộ ơi bị đỏ luôn. Ra chỉ số 125 đúng không? Postcode đúng không? Này lên YouTube tiếp. Ok em ơi, nếu mà ra được mình lên YouTube tiếp. Đây cái này ngon này, mở trước này. Nhảy samba. Ui trời. Robin Van Der Si ạ, lởm thế. Anh em tao chơi bởi vì bọn tao làm cho rap tiền khác biệt. Mọi chuyện là tao tiền ác liệt, nhưng mà nhà bọn tao lên là phát nhiệt nát tiền. Tao biết từ freestyle trà đá lên thủ đô cypher, nét cỏ giờ chuyển đến cyber. Mấy thằng bạn Ute ra đoan đô thì bú. Có hiểu sao lại phải đặt thêm 2G. Tao không hề là ra gì idol, nếu chỉ vì mấy hit TikTok viral. Biết con banh chuyển khoản đặt cọc, nếu không thì mọi thứ chỉ dừng ở cái title. Ui trời, requiem mê. Mồi cái xem nào, mồi em nào, mồi em nào. Mồi mồi mấy con hàng lầm lầm em nào. Không một tí lửa luôn mà. Mẹ mở không tí lửa luôn mà. Đây thì sao? Đây rồi, lửa về. Croatia, Croatia CB à, Gradidon à. Gradidon 119 ngon. Yes sir. Khởi đầu thuận lợi nha, khởi đầu thuận lợi nha. Gradidon 119. Ngon nha, ngon nha, 119 ngon nha. Và hoàn gà. Ngon nha. Lửa. Ui pháo. Ui ác lôn. Ui mẹ ác lôn này mà lửa là bú đấy nhờ. Ác lôn mà cộng 8 là bú ấy. Hôm nay mở là có tí ngoại anh nha, có tí ngoại anh nha. What the fuck? Lửa. Về lút à? Nhà mình GK ra rồi. Anh là Santa. Cộng 8 122 là bú đấy. Lửa. LN. À, AMD Bele rồi. Cũng được, 120. Được. Phôi. Phôi, ngon, 120. Trên gala. Con gala. Ngon nha, ngon nha, ok nha. Lửa. Nhảy vào nhạc anh thì lại cầm mồm ngay. Young, what a young QNT, mây, lửa. Trời ơi pháo ạ. Rồng ghê. Lởm thế. Là mà đôi khi ô tô, đôi khi vành ngắn mà đôi khi kimono, đôi khi lụa mới mà đôi khi zero, đôi khi thuốc lá tay mà bị tô to. Lửa. Yes. Tô mà xét. Ui biết trách rồi. Cộng 7 nữa nè. Mà còn đéo được cộng 8 mà. Tôi tưởng nét vét cơ. Mà 8K ra đủ 3GK. 3GK. Mồi đúng mồi luôn. Lần nữa. Úi giời. Ôi ôi. Chê vù cha lô bồ. Đỡ phát. Làm vậy. Làm vậy. Đây rồi. Ý. Ý xem mở. Nicolo Barella. Ubasili. Trời ơi 117 đã lởm vậy. À, Ubasili này lởm thế. Trông lỏ thế. Đổi gió một cái đi. CC là bú. CC là bú. Không dám nhìn. Trời ơi cái gì đấy Lê Khôi à? Lê Quê. Tắt nhạc cái xem nào, tắt nhạc cái xem nào.
Nhạc nhẽo có vẻ không hợp, nhạc nhẽo có vẻ là không hợp. Tắt nhạc xem nào, tắt nhạc xem nào. Tắt nhạc đi. Lửa, đây rồi. Đức, Đức CB, Rudiger. Ồ, 120 Matthias Ginter. Ok nha, 120 là cũng được nha. Vỗ tay cho 120. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Được nha, 120 là được nha. Gói này ngon này, gói này này. Gói này đánh dấu một cái gì đấy này, gói này đánh dấu một cái gì đấy của cái sự kiện này đây. Không dám nhìn, tôi sẽ quay đi. Tôi sẽ quay đi. Mở. Lửa đi. Có lửa không? Bú không? Bú không? Ui, mẹ là 220 lại Camue. Ê, lởm vậy. Trời ơi, toàn 120, toàn phôi thôi. Phôi, toàn phôi thôi. À, mở gói nào trước đây? CC, HG các bạn ơi. Mồi à? HG trước à? HG trước nha. À, được, tôi sẽ kéo áo lên, tôi không nhìn. Tôi bỏ tai nghe rồi. Tôi sẽ biến hóa thành Ngộ Không. Ngộ Không mở thẻ là phải đó. Tăng. Ý RB. Ai đây? Florenzi. 121. Tạm thôi, 121, tạm thôi. Đây mới là con bài quan trọng này. À, đây mới là con bài để đánh dấu cái sự kiện ngày hôm nay là ngon hay là lởm đây. Đây này. Đây mới là con bài quan trọng này. À, sự kiện ngon hay lởm nó nằm hết ở con bài ở đây. Lửa đi, Ngộ Không xuất hiện rồi, lửa đi. Cờ đéo gì đây? Iran à? Hả? Như một giấc mơ vậy. Thế có gì đây? Ai đây? Haji Safi là ai đây? Như một giấc mơ vậy. Thế mở gói CC chưa bao giờ quá 116. Mà mở gói CC chưa bao giờ quá 116 luôn. Đéo hiểu kiểu gì. À, mà chẳng lẽ có người đen đến vậy à? Hả? Chẳng lẽ có người đen đến thế à? Chẳng lẽ có người lại đen đến thế? Mở ảo thất đây. Rudy ơi. Méo để tin được. Ê, Mở đến thế rồi. Lửa. Kevin De Bruyne. Young Tielemann. Mẹ mở nó quả Hasi Fanti cái chán thật. Ờ, mẹ mở mấy thẻ rác lại còn ngon hơn. Drogba mùa F3. Đấy. Mở mấy gói lởm này mà còn ngon hơn đi chứ. Không để tin được. Ui xô, lắm mùa FA thế. À, sao lắm mùa FA thế?
Kinh chat của FA nó không mở ra lắm mùa FA thôi. Cho tí lửa cứu sự kiện xem nào. Úi giời. Úi giời, anh bác đi sung rồi. Mở gói rác này còn ngon hơn cả gói chính. Cái này thì bao giờ mới đủ phôi? Bao giờ mới đủ phôi để đập beat check lên đây? Tỷ lệ đang hơi điều đấy. Rồi lên rồi. Đập lốp phát này, xịt thì nghỉ luôn. Tôi đập một mạch lên 5, xịt phát nghỉ luôn. Xịt phát nghỉ luôn. Marco Van Basten. Á chà, lên 4 đây rồi. Đây sẽ là pha đập lên 5. Vôi 116. Hơi ít. 117 em nào. Gì chứ phôi nhiều lắm. Đây rồi. Xịt phát nghỉ luôn. Xịt phát nghỉ luôn. Marco Van Basten. Marco Van Basten. Và đó là Marco Van